Xin chào anh em nhé. Hôm nay em lại về được một ít vang số, giá tiền trong phân khúc bình dân nhưng mà chất lượng thì rất là ok, rất là hay. Em xin thông báo giá của con này luôn là 1.500.000 bao ship và tặng đầy đủ dây rắc nhé. Đây là dòng vang số Chipat 580M. Chipat 580M, dòng này là tạo nên thương hiệu cho cái dòng vang Chipat này, là đời đầu tiên của Chipat. Tạo lên thương hiệu cho cái dòng Chipat này. Con này nó có một cái đặc điểm hơn, nổi bật hơn các con khác, đó là nó sản xuất năm 2013. Nó khác với những cái bản mà anh em hay thấy ở trên YouTube đấy, bản năm 2011 đấy, thì bên vỉ của nó màu xanh và bên rất là to đấy, bên vỉ màu xanh nó rất là to. Nhưng mà năm 2013 thì nó đã bắt đầu cải tiến thành vỉ cắm và nó chạy các con chip của Pháp này đấy, như kiểu nhìn giống rất là giống với Shiso 1080 và Shiso T3 đấy, nó cũng làm cái dạng này đấy, từ 13 đi nó làm cái dạng này, là mạch màu vàng nhé. Con này chạy nguồn xung đấy, nguồn auto volt điện 110 đến 220 là chạy được hết. Và đây là cái giao diện mặt trước của nó, gồm nút nguồn, 4 nút gọi nhanh, 4 chế độ lưu. Đây là các nút chỉnh echo revert. Còn đây là ba cái nút volume ngoài, nhạc, mic và effect echo. Đấy, nói chung là con này những cái phím bên ngoài là đầy đủ những cái phím tiện lợi và những cái phím hay sử dụng. Và đây là mặt sau của nó nhé. Đấy, con này là cái phiên bản không có cổng quang nhé. Phiên bản không có cổng quang. Ba lỗ mic đằng sau. Đấy, 2 in và 4 out ra. Và cũng đầy đủ các cổng như các con vang số bình thường khác luôn. Đấy, em so sánh cho anh em xem nhé. Đây là con Shiso T3. Đấy, đây là con Shiso T3. Đây ruột của con Shiso T3 đây. Đấy, tất cả từ cái boang nguồn chung nhau nhé, thay sang nhau chạy bình thường. Đấy, và bên cái vỉ ao ra là giống hệt nhau rồi. Đấy, điểm khác duy nhất là cái con T3 nó sử dụng cái chip đời cao hơn thôi. Nó sử dụng chip đời cao hơn, còn con này nó sử dụng chip nhỏ. Đấy. Cái dòng Shiso Chipat này thì ruột của nó trông rất là giản, nhưng mà nó tích hợp những cái công nghệ hiện đại nhất vào cái chip của nó, thế nên là chất âm nó ra thì rất là xuất sắc. Đặc biệt là cái con Chipat 580 này, cái echo của nó cho ra tiếng echo rất là hay. Cái đời này, đời 2013 này, đấy, cái đời mà mạch cắm này nó cho ra cái tiếng echo rất hay. Em đảm bảo luôn là nghe có thể 1910 so với con Shiso T3. Đấy, nhưng mà giá tốt hơn rất là nhiều, 1.500.000. Hôm loại em có bán 60 mấy cái con vang 3G audio 3G 1X ấy, giá cũng 1.500.000, nhưng mà tiếng thua con này rất là nhiều. Tiếng kể cả nhạc và echo, tiếng nhạc và tiếng mic đều thua cái con Chipat 580 rất là nhiều luôn. Đấy, anh em nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm con vang hay mà trong cái tầm giá bình dân ấy, thì con này đúng là lựa chọn số 1 luôn. Đây, giải mã 48 bit digital đây. Đấy. Đấy, nó sử dụng con chip Dream của Pháp. Bây giờ em sẽ thử cái tiếng echo của nó cho anh em nghe nhé. Còn cái tiếng nhạc thì thử qua cái điện thoại này nghe nó không chuẩn lắm. Con nào hầu như là nghe nó cũng thế thôi. Anh em nghe cái độ mềm mại của cái echo nhé. Lên. Khi mà có tín hiệu là cái mic, tín hiệu mic là như kia sẽ nháy. Lên 1 1 2 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7. Echo rất là mềm luôn. Và giá thì em bán cực kỳ đẹp, 1.500.000 bao ship và đầy đủ dây rác rồi. Đấy, cũng như là tới tay anh em con này 1.500.000, đã có dây rác cắm vào là chỉ việc dùng thôi. Và con này là có phần mềm đầy đủ hết nhé. Phần mềm và chỉnh tay rất là dễ thôi, rất là dễ khai thác những cái ưu điểm của nó. Anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Em ship COD toàn quốc nhé, nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán. Và hàng rất là đẹp, rất là đều, con nào cũng như con nào đấy thôi. Mới 90% rồi. Xin chào anh em.